Hi, xin chào mọi người. Thì chào mọi người đến với kênh của Cherry nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các anh chị uh, đang chuẩn bị sang Canada và những cái giấy tờ quan trọng đầu tiên khi bước đến Canada là những giấy tờ gì? Thì mình chia sẻ những giấy tờ này là những anh chị theo diện uh, định cư vợ chồng thì bởi vì cái này là cái kinh nghiệm của mình là những cái tờ mình đã làm trước đây thì cấm rất mong là những cái thông tin này thì giúp cho mấy anh chị và các bạn chuẩn bị qua Canada ha thì mình cũng có nốt lại ở đây Thứ nhất các bạn là cái tờ giấy mà copr thì cái tờ giấy này gọi là xác nhận thường trú thì khi mà mình qua đó của qua Hải quan thì nó sẽ đóng dấu trên cái tờ giấy đó mình đã qua rồi qua canada rồi cái tờ giấy này rất là quan trọng thì anh chị lưu ý là đừng có để mất cái tờ giấy này mất cái tờ giấy này thì rất là phức tạp mình không thể làm cái tờ cái cái, cái cái bước kế tiếp được từ những giấy tờ quan trọng khác được cho nên là anh chị phải giữ cái tờ giấy này thì khi mà qua khi mà mình qua lúc đó đó bạn là mình làm cái thẻ ngân hàng của ngân hàng RBC trước thì ngân hàng ABC này á mình làm để làm cái gì bởi vì khi mà mình làm bước tiếp theo Số số xin nè uh, thì nó đòi là cái statement có nghĩa là uh, cái tờ giấy chứng nhận là có địa, có tên của mình và địa chỉ đó thì xác nhận nơi mình ở và cái 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 có tên mình trong đó thì chỉ có là cái mình làm có thể ngân hàng thì khi mà mình làm xong cái thẻ ngân hàng bạn mình bỏ dùng ít tiền không cần nhiều lắm đâu thì khoảng chừng 50 hay trăm đô hay mấy trăm đô gì đó mình bỏ vô đó trước thì mình cũng sử dụng cái thẻ đó mà cho nên là mình bỏ vô và mình yêu cầu ngân hàng á uh, sao sau kê có nghĩa là làm cho mình cái statement thì cái statement đó trên cái tờ giấy đó họ gửi về khoảng chừng đâu chừng mình yêu cầu khoảng chừng 3 ngày là họ gửi về tự tận nhà cho mình luôn rồi đó thì khi mà khi mà mình có cái tờ giấy statement của ngân hàng đó rồi á thì có địa chỉ và tên của mình trên tờ giấy đó xác nhận đó thì mình sẽ lấy cái tờ giấy đó mình đi uh, làm cái 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 số xin thì cái số xin ở đây là gì ấy, các bạn cái xin á, thì nó viết tắt của Uh, Social Insurance Number có nghĩa là cái số bảo hiểm xã hội. Thì cái bảo hiểm xã hội này á, là nó sẽ có chín con số. Thì cái 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 xin này để làm cái gì ở Canada? Có nghĩa là cái số xin này á, thì bạn sẽ uh, bạn sẽ tiếp cận được cái cái chương trình và các những cái phúc lợi uh, của mình ở ở, uh, ở Canada của chính phủ Canada. Cho nên là bạn phải có cái 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 xuất sinh này bạn mới đi làm được và cái giấy tờ thứ tư mình nói đến đây là cái ô hiệp thì khi mà mình có cái uh, số sinh rồi á thì mình đi làm cái ô hiệp ô hiệp ở đây nghĩa là gì bạn nếu như anh chị ở ở tỉnh bang khác á, thì có thể là nó là cái cái uh, cái tắt của từ khác nhưng mà cái ô ở đây là là Ontario thì cái tờ giấy này là cái bảo hiểm y tế bạn. bảo hiểm y tế của Ontario đó thì khi mình làm tờ giấy này thì bảo hiểm ví dụ như là ở bên này khi mình đi làm đóng thuế hoặc là chồng mình đi làm đóng thuế thì bạn được hưởng cái ô khiệp này như thế nào à, bạn được đi khám bệnh nè à, khám bệnh miễn phí nè thì khi mà bác sĩ kê toa thuốc á, thì thuốc đó là mình chỉ trả tiền còn nếu mà chồng bạn đang làm công ty và công ty đang trả bảo hiểm cho chồng bạn á thì thuốc đó thì cũng được cover luôn cho nên là cái tờ giấy này cũng rất là quan trọng và cái tờ giấy thứ um, cái tờ giấy thứ năm mà thứ năm ở đây đối với những anh chị mà các bạn mà khi mà qua Canada cái trình cái trình độ ngoại ngữ của mình á chưa có được uh, uh, đảm bảo cho công việc có nghĩa là chưa đủ để mà mình sinh sống ở đây thì nên nên đăng ký cái lớp ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp tùy theo cái nơi mà mà anh chị ở thì anh chị các bạn ở thì cái 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 chương trình là cái chương trình link cái là viết tắt là thì language uh instruction for newcomer to Canada. Có nghĩa là chương trình hướng dẫn tiếng uh, ngoại ngữ bạn hướng dẫn cho người mới mới đến Canada. Thì cái cái giảng dạy hoàn toàn miễn phí. Cái lớp này mình học hoàn toàn miễn phí luôn thì các anh chị nên tham gia cái cái lớp này bởi vì khi mà cái lớp này nó sẽ có tới như là cấp 6 cấp 6. Uh, 1 2 3 4 từ cơ bản cho đến đến khi mà mình đủ có thể là khả năng sinh sống ở đây giao tiếp thông thường đó thì à, tại sao mình mình nên học lớp này bởi vì nếu mà anh chị có dự định là các bạn muốn ở đây à, một thời gian như 3 năm sau 3 năm hay mình muốn à, định cư mình muốn à, mình muốn à, cái gì à, Mình muốn nhập cư có nghĩa là mình muốn làm à nhập tịch các bạn, nhập tịch tự nhiên quên cái từ đó. Mình muốn nhập tịch ở đây thì uh, nó yêu cầu khi mà thi nhập tịch các bạn là nó yêu cầu là uh, chính phủ Canada yêu cầu là tiếng Anh á có cấp 4, cấp 4 là um, cấp 4 theo mình chương trình của của Liên á, chương trình của chính phủ á hoặc là gì nếu bạn không có cái này thì bạn phải bỏ tiền ra khoảng chừng 300 đô để mà thi cái IELTS. Đó, IELTS khoảng 4 hay 5 gì đó, nói chung cũng không yêu cầu cao lắm, nhưng mà khi mà bạn học cái này thì à uh, thời gian cũng ngắn mà học khoảng chừng mấy tháng là đã có cái 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 chứng nhận đó rồi cho nên là nên học là theo học cái lớp ngoại ngữ uh, của liên của chính phủ đó thì hoàn toàn miễn phí cả nó cả có nó có cả cái full time và part time luôn có nghĩa là bạn khi mình đi làm mình có thể là đăng ký cái lớp mà mà cái lớp mà part time á. còn nếu mà mình mình mới qua mình không có chưa có đi làm á, thì đăng ký cái lớp full time để giao tiếp với bạn bè có người này người kia nói chuyện cho nó vui tại mình mới qua mà mình chưa công việc mà cho nên là mình nên đăng ký cái lớp uh, ngoại ngữ của liên thế này thì ở ở uh, ontario mình á thì không có cái hỗ trợ của uh, chính phủ là tiền trợ cấp của chính phủ khi mà mình học cái lớp ngoại ngữ này nhưng ở khi bé các bạn thì có cái tiền trợ cấp của chính phủ đó học tiếng pháp thì có thêm cái tiền trợ cấp của chính phủ hàng tháng nữa nghe đã quá ha <laughs> thì à đó là cái thứ năm là cái tờ, giấy tờ cũng rất là quan trọng bởi vì mình nghĩ là khi mà qua một đất nước mới thì mình nên mình nên cho mình thời gian để mình học hỏi về ngôn ngữ ít nhất là về ngôn ngữ rồi văn hóa rồi tất tần tật thì cái lớp này thầy cô cũng rất là vui à, dạy cho mình những cái văn hóa ở canada như thế nào rồi giao tiếp đó và cái thứ sáu nếu mà đối với anh chị hoặc các bạn mà có con nhỏ đi theo á thì nên con nhỏ đi theo là nên apply cho con mình cái cái tiền gọi là tiền trợ cấp trẻ em ở Canada. Thì cái cái này là CCB là cái tiền trợ cấp trẻ em ở Canada. Thì cái tiền trợ cấp này của chính phủ bạn là dựa theo cái thu nhập của ba mẹ. Có nghĩa là nếu mà ba mẹ mà có thu nhập thấp á, thì thu nhập thấp khoảng chừng thu nhập uh, dưới 31 31.000 có gì dưới 32.000 một năm á thì 31.7711 đô một năm. Thì cái tiền trợ cấp này nó sẽ là nếu à, mà trẻ em mà dưới 6 tuổi á thì 6.765 đô một năm, còn trẻ em mà à 6 từ 6 tuổi đến 17 tuổi á thì 5.708 đô Canada, Canada một năm. Thì tối đa nó trung bình là khoảng chừng 300 đến 500 một tháng bạn là cái tiền sữa gọi là tiền sữa cho cho trẻ em đó thì những cái đó thì mình nghĩ là uh, cái 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 phúc lợi của Canada cho trẻ em rất là rất là tốt luôn thì mình nghĩ là cái tiền trợ cấp của trẻ em này thì uh, anh chị hay các bạn nên là có thể là biết để mà apply cho con mình đó thì mong là hy vọng rằng những cái thông tin À, nãy giờ mình chia sẻ đó thì giúp ích cho mấy anh chị chuẩn bị qua hoặc là qua đây mới qua đây thì những giấy tờ cần cần làm thì video mình cũng tới đây là kết thúc cảm ơn các bạn anh chị theo dõi và nếu mà thích cái video này và thấy cái thông tin của mình hữu ích thì tặng cho cherry một like cảm ơn bye bye